Đây là ba lô mình đang dùng, ba lô Xiaomi. Nói chung thì trong cái tầm giá mà 500-600 nghìn thì con này gọi là quá ngon. Mình review lâu lắm rồi, hình như từ năm 16-17 cơ. Vâng, 4-5 năm mà đây. Nó chỉ bị mất cái khóa này thôi, đứt cái tắt của cái khóa thôi. Đấy, còn đâu thì khóa vẫn ngon trơn tru này. Và trong thì gọi là cực nhiều ngăn, dùng cực kỳ bền, chưa rách chỗ nào luôn nhá. Urban Lifestyle này vẫn còn ngon, chưa bị bong chóc luôn. Ui, ảo rượu vãi nồi luôn nhá. Đeo thì êm, cực kỳ nhiều ngăn và đựng được rất là nhiều thứ. Trong phòng ngăn đựng là laptop, máy tính bảng, ngăn khóa này, 2 ngăn 3 4 5 ngăn trong. Bên này có cả ngăn đựng là kính này. Đấy, cả ngăn kéo khóa này. Xong bên này một ngăn nữa. Ngăn đen này. Bên trong lại cả một đống ngăn nữa này. Và đây là cái ba lô đắt nhất mà mình sẽ dùng, đến từ nhà Đi Vung. Và mua ba lô này được tặng kèm mà cục sạc dự phòng. Tí nữa mình sẽ giải thích vì sao được tặng kèm nhé. Và mình muốn giới thiệu tới anh em cái ba lô ui. Anh em thấy ba lô mà đựng trong cái hộp như đẹp như này chưa? Pixel Sling Bag Innovative Magic Smart LED Sling 3, hình kiểu 8 bit Đi Vung Spark Joy Line. Hộp chỉ khoảng gần 20 phân, nhỏ gọn như này thôi, màu vàng. Scan download cái app này này, điều khiển này, chống nước, chống mưa, app trên điện thoại này, và một vài những cái thông số khác nhá. Ok, và bên trong nó không nhỏ đâu nha anh em. Đây, đó, cái túi đựng sang trọng chưa. Mở ra này, cảm giác ngay khi cầm lên ấy thì thấy nó cứng cáp, màu đen với cả màu ghi, nhìn nó khá là sang. Đây không chỉ là một cái ba lô đeo hông anh em, còn nhiều kiểu đeo đó. Cái mặt trước nó cứng. Tại sao nó cứng? Vì nó sẽ có một cái màn hình LED ở đây. Và đây là một cái màn hình vuông 1:1 nhá. Nó chỉ như thế này thôi. Logo Đi Vung tròn này, nhỏ xinh này. Khóa đây, anh em thấy từng những cái khóa họ đều bọc ni lông, cẩn thận chưa? Bình thường em mua ba lô có được bọc ni lông của từng cái khóa như này không? Cái tab khóa này. Đấy, và nó bằng kim loại nhá, nên nó sẽ khó bị đứt như cái tab ba lô Xiaomi vừa nãy của mình. Có một cái màu ghi xước ở đây, chắc tạo điểm nhấn thôi. Đấy, những cái kim loại họ đều bọc hết. Và nó kiểu màu màu xám tối như này, chống rỉ. Ba lô này đựng được nhiều thứ lắm, tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Ở dưới này nó sẽ đựng được thêm đồ đấy nhá. Để treo. Đây là cái dây đeo. Và nó có rất là nhiều kiểu đeo, không chỉ đeo hông. Đeo trước, đeo sau đều được hết. Cầm tay như một cái ví dài nữa. Đấy, chỗ cầm tay đây anh em. Hồng cao su này, logo Đi Vung này, kiểu in chìm. Đây, đều được dán luôn, rất cẩn thận. Rồi, sau một hồi cũng bóc hết được đống này ra. Đây có cái tag của sản phẩm này. Ngăn đầu tiên. À, khóa chìm anh em ạ. Không lộ cái khóa ra. Đó, mở ra này, nhẹ nhàng. Bên trong là cái giữ form này. Và có cái dây USB. Và cái dây này là dây thông rối và dây bọc vải dù nhá. Đấy, nên anh em không lo bị đứt. Đấy, bên trong này thì là một cái ngăn thôi. Tất cả đều là vải dù hết. Anh em yên tâm không lo bị xước, không lo bị rách. Có logo Đi Vung luôn. Cái dây này thì sẽ là cắm sạc dự phòng, cấp nguồn để phát cái màn hình LED này. Khóa logo Đi Vung khá đẹp nhá. Ngăn tiếp theo cũng là khóa chìm anh em. Đây cũng là khóa chìm này. Nó sẽ có một cái móc ở đây, móc để chúng ta treo chìa khóa, gỡ ra được nhá. Móc vào chìa khóa xong rồi treo vào, để không bị thất lạc chìa khóa. Và trong này sẽ có cái viền vàng làm điểm nhấn nữa này. Trong này sẽ có một ngăn ở đây này, một ngăn ở đây này. Và có cả cái tag nữa này. Đây là một cái ngăn lưới này. Ngăn lưới này có khóa này. Mở ra ua. Cái khóa trong ngăn lưới này cực kỳ trơn tru luôn nha anh em. Nó không phải khóa ẩn. Đấy, trơn lắm. Trơn tuần tuột luôn. Không như khóa ẩn thì nó nặng tay hơn. Giới thiệu và sử dụng app nhá. Rất là dài. Rồi ok, bên trong tổng cộng một ngăn lưới này. Ngăn ở giữa này. Và hai ngăn nhỏ. Rồi đằng sau thì chúng ta sẽ có quai sách. Và một cái ngăn nhỏ đằng sau nữa. iPhone đây anh em. Đấy thì chúng ta để thoải mái luôn. Sạc dự phòng này. Đấy, cũng để thoải mái luôn trong cái ngăn này. Rồi, và đây là cục sạc dự phòng được tặng kèm của Mili. Thì cái này thương hiệu Mỹ thì anh em an tâm về chất lượng 10.000 mAh. Thông số công ty phân phối này, 5V 2A, output 52.4, 12W max. Trước đây thì họ tặng cục sạc của, vẫn là nguyên tem này nhá. Họ tặng cục sạc của Energizer ấy, giá nó đắt hơn. Túi này này trước gần 2 triệu thì tặng cục sạc Energizer, còn bây giờ đang bán 1.7 triệu. Đấy, tặng cái cục này. Thì hôm đấy mua áp thêm mạng 500 còn khoảng 1.2 triệu. Thì được tặng cái cục này. Ô, cục này cầm nó thích tay này. Nhựa kiểu nhựa trơn ấy. Nó màu đen thì nó cũng sang và đẹp. Thông số đây. 2 output, 1 input. Lõm lõm này, mili này. Đó, nút nguồn này. Rồi, hoành tráng nhờ. Đây, sách giới thiệu. Cắp sạc lại micro USB. Rồi, và quan trọng nhất của cái
Ba lô này nó là, vâng, gọi là ba lô nhưng mà gọi là túi đeo chéo, túi mini cũng được, túi du lịch. Cấp nguồn cho nó như thế này. Đó, wow, anh em thấy không? Ở phòng studio hai cái đèn khá là sáng mà nó hiển thị cũng gọi là được này. Nó không được rõ nét ở ngoài trời cho lắm. Trong phòng thì cũng khá là ok đúng không? Màn hình LED nó chỉ là một cái hình vuông như này thôi. Con này thì có chống nước nhẹ nhá. Kiểu màn hình pixel này với rất là nhiều kiểu hình khác nhau. Ok, và con này sẽ kết nối qua Bluetooth nha anh em. Mới mua về nó sẽ bảo cập nhật như này là hàng mới này. Kết nối qua Bluetooth hoặc là kết nối qua Wi-Fi. Đào loát cũng có hình mũi tên luôn. Ok, xong. Rồi, đã kết nối lại. Thì mình có nghiên cứu cái app này rồi, khá là hay nhá. Nó có khá là nhiều trò để chơi. Thiết kế này, anh em sẽ tự vẽ theo ý mình. Một review. Đấy, hay là đổi màu. Chọn màu. Đó, chuyển đổi ảnh động các kiểu này. Xếp loát các thứ. Anh em có thể vẽ theo ý mình. Nó đồng bộ rất là nhanh luôn nhá. Bộ chỉnh sửa LED, cây thêm. Đó, nó sẽ chạy như này. Anh em có thể tùy chỉnh những kiểu khác nhau. File, drop, sell. Đấy. Hiệu ứng này. Rất là nhiều luôn cho anh em. Màu sắc. Neon. Các thứ đây. Đó. Đa dạng. Đấy, có những cái mẫu kiểu như này. Bò này. Mặt cười này. Đấy, đen trắng. Nhược điểm con này là không có loa. Họ làm sản phẩm mà có loa nữa thì 11 trên 10 điểm luôn. Bây giờ mà bật thì nó sẽ phát trực tiếp vào điện thoại nhé. À, DJ thì cái này khá là hay này, nghịch vui phép. Đó là chúng ta cứ đó. Ghi âm này xong rồi tùy biến khá là hay đúng không? Nghe khá vui tai. Ghi nhớ giọng nói này, đây có giọng nam, giọng nữ, giọng trẻ con. Hello anh em. Hello anh em. Hello anh em. Rồi lưu được nhá. Trò chơi thì cái này thì trò chơi mình không đánh giá cao lắm ở cái khoản chơi, ví dụ như chơi anh em điều khiển trực tiếp luôn ở trên này. Có mấy cái trò cơ bản đây, đua xe. Ủa 6-7 trò gì đấy. Có cả Flappy Bird này. Đó. Dị vãi. Đấy, chết. Với Flappy Bird hình xấu á. À, đồng hồ bấm giờ cũng được này. Bắt đầu này. Đấy, bấm giờ. Cài đặt giờ này. 1 phút này. Đếm ngược. Bảng điểm này. Cộng cộng cộng. Thông báo này cũng hay này. À, nhưng mà không có Zalo hay Telegram nhá. Chỉ có Kakao, Insta, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Line WeChat, Viber, Voice. Thời tiết. Họ có một cái kiểu hệ sinh thái ấy, như kiểu một cái nhóm ấy, anh em có thể sáng tạo và đăng lên đây như kiểu mạng xã hội ấy, đúng rồi, kiểu mạng xã hội riêng. Mình có thể sử dụng luôn hình của họ đấy, đồng bộ luôn. Dạng kiểu điểm ảnh nên nó chất lượng nó chỉ thế này thôi anh em. Đấy, cứ loát, lướt như kiểu lướt Facebook này. Đấy, lướt phát cả nó đồng bộ luôn. Ảnh của anh em. Đó. Hay chưa? Đỉnh cao thật. Đây này, rất nhiều người dùng cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể tự thiết kế xong rồi đăng lên. Sao họ có thể làm ra một cái túi mà có cái màn hình nó hay ho như này. Chỉ mỗi tội là không có loa thôi. Đây là cái màn hình thì anh em lưu ý là không bẻ cong màn hình nhá. Bẻ màn hình nó sẽ hỏng. Thêm nữa là ở đây có một cái ngăn giữa nữa. Đấy, ngăn giữa bằng vải kiểu vải thường thôi. Đấy, một là chúng ta nhét dây vào. Giấu dây. Nhét bình nước vào như này. Đi tập gym. Hoặc là nhét cái ô. Ô bé. Đây là mấy con loa Devo mình cũng review rồi. Giá thành thì mình nghĩ là hơi cao, nhưng mà bù lại thì chất lượng tốt. Mình sẽ nhét hết vào đây. Hóa này. Nước hoa. Nước hoa. Xịt thơm miệng. Ví vùng. Ví nữa. Hóa cho anh em mắc vào đây. Tránh tách lạc. Đó. Nói chung là vẫn còn thoải mái. Khá là thoải mái. Sạc dự phòng. Dây sạc. Thêm cái bút vào. Đi dự phòng rồi. Điện thoại nữa cũng được. Đủ những cái dụng cụ cơ bản cần thiết để đi du lịch hoặc là đi học hàng ngày hoặc đi tập thể dục hàng ngày. Ở dưới này sẽ còn một cái ngăn nữa anh em. Anh em bỏ cái này ra. Đây chúng ta sẽ đựng một cái tripod.
Hoặc đơn giản là đựng bình nước như này. Chỗ này vẫn còn một ngăn nhỏ nữa này. Cho cái bút vào đây. Đó, cực kỳ nhiều ngăn luôn anh em. À, anh em giấu dây vào đây, giấu dây vào như này. Kiểu cầm thứ nhất, cầm cái quai như này, cầm như này. Khá lịch sự đúng không? Kiểu đeo thứ hai, đeo hông như này. Đó, chạy bộ tập thể dục gì đấy. Hay là đeo núi. Đó, đeo ra đằng trước như này. Tùy chỉnh độ dài nhé, độ dài của dây tùy muốn. Đi ô tô cũng hay đeo kiểu này. Đấy, đeo kiểu đằng trước nha. Cái khóa từ này này. Khóa từ này cực kỳ chắc chắn luôn. Ở đây nó có cái G này. Thì khi anh em chạm vào thì nó sẽ hít vào luôn. Đó, nó sẽ hít vào cái tam giác này. Cái tam giác này. Mở ra thì chúng ta rút cái dây này ra. Đẩy lên này. Đó, thì nó sẽ mở ra. Tam giác này chính là cái chốt. Mở lên này. Rút ra. Anh em yên tâm là không bao giờ bị bật ra. Không bao giờ bị bật ra luôn. Bậy dây này. Nói chung là họ thiết kế cái khóa từ này khá thông minh. Rút các kiểu không bao giờ ra luôn. Nhưng mà chỉ cần tác động nhẹ vào cái dây này là rút được ra luôn. Và kiểu đeo cuối cùng cũng là đeo chéo mà đeo trước ngực như này. Đó, rất là nhiều kiểu đeo cho anh em luôn, không chỉ là túi đeo hông. Ok, và còn một cái đồ chơi nữa cho cái túi này. Đó là có một cái bộ điều khiển khoảng 300-400 nghìn. Thì anh em đeo lên hông và dùng cái bộ điều khiển sẽ có xi nhan trái, xi nhan phải. Khá là độc đáo. Hiện trái phải ở đây gần như xi nhan trên xe máy luôn. Đỉnh thực sự, nhưng mà giá hơi chát. Nhìn chung thì cái mức giá của nó mình thấy cũng vẫn là hơi cao. Bây giờ bán khoảng 1,7 triệu. Thì hy vọng là đợt tới nhà sản xuất sẽ giảm giá để tiếp cận đến nhiều người dùng hơn. Còn có cả ba lô nữa nhưng mà giá vẫn chát quá nên mình chưa có tiền để mua. Thêm một điểm nữa là cái màn hình này nó mà tràn viền hình chữ nhật ấy thì ngon hơn. Mà chắc là hình vuông này để đồng bộ với cả app thôi. Có công tắc nữa thì tuyệt vời hơn. Thay vì là chúng ta mỗi lần chúng ta lại phải gắn vào cổng USB của sạc dự phòng lại có một cái công tắc bật tắt tiện hơn rất là nhiều. Hiển thị ngoài ánh sáng này, trực tiếp dưới ánh sáng nha anh em. Dưới bóng râm thì còn nhìn rõ thôi. Còn da nắng thì mờ lắm. Đấy. Da nắng chỉ được thế này thôi. Đừng quên sale bom tấn 11 tháng 11 chỉ duy nhất trong một ngày. Tinh dinh từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 11. Đi đây chỉ trong một ngày 11 tháng 11. Giảm đến 50%. Điên sốc 1.000, 11.000. Vô cho tích lũy 800.000. 7 tầng giảm giá trong một đơn. Có nhiều game cực kỳ hấp dẫn đổi xu. Và quan trọng, xem livestream của mình tối mùng 10 tháng 11 lúc 22 giờ để săn điên rẻ 99%. Và hàng nghìn mã giảm giá cực ngon của Lazada toàn sàn.